Vâng, chào các bác. Tiếp tục hôm nay là đi lắp bộ karaoke tại Hà Tu, Quảng Ninh. Combo gồm một đôi loa Bose 601 Series 3 rất là đẹp, và dùng một con vang số X3 bãi Vina bản quyền sản xuất năm 2019, một bộ mic Beyer 9100 và dùng đẩy CD 3 kênh. Đấy, bác chủ dự phòng một con súp sau này lắp thêm. Các bác nghe và cảm nhận nhé.